Hi, xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Binga Studio. Gần 3 tuần rồi thì Bin mới cho ra mắt video mới ngày hôm nay. Thì Bin rất là mong tất cả các bạn sẽ vẫn ủng hộ kênh YouTube của Bin cũng như là subscribe nha. Hôm nay Bin sẽ hướng dẫn tất cả các bạn một ca khúc cực kỳ mới của TWICE, đó chính là ca khúc Cry For Me. Trước khi bắt đầu vào bài học thì Bin rất là mong tất cả các bạn sẽ có thể nhấn follow Instagram cũng như subscribe kênh YouTube của Bin nha. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu học ngay thôi. Ok, bài động tác đầu tiên mình sẽ nhảy qua như thế này. Hey, hey. Rồi, mình sẽ nhảy chân bên này trước. Phải trái, ok. Phải trái, đặt. Rồi sau đó kéo lên một cái, xuống, hạ một cái, nhảy qua. Rồi sau đó mình đặt tiếp tục. Hông, ok. Phần hông mình sẽ bẻ vào trong. Cry for me, tắt. Ok, lại nha. 2, đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2. Rồi sau đó mình sẽ bước qua cái phần tay, mình sẽ kéo xuống như thế này và mình giữ nguyên chứ mình không xoay nha mọi người. Bước và dùng, tắt. Rồi mình sẽ lặp lại cái chỗ này. Cry for me. Phần chân của mình sẽ bẻ qua như thế này. Ok. 1, 2, 3. Rồi sau đó mình bước qua. Bừng, sắc. Bừng. Dậm, dậm. Cái tay mình sẽ mở qua như thế này. Ok. Đi đến lại nha. 2, đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lướt, lướt, lướt. Ốc. 1, 2, bừng, bừng, tắt. Lướt, 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 dặn, lên, lên, bừng, bừng, tắt. Ok, sau khi tới đây xong, nó sẽ đọc lại một đoạn. Cry for me. Mình sẽ lặp lại cái câu đó và lướt cái chân như thế này lại một lần nữa. Ok, sau khi cry for me xong, mình sẽ đẩy tay qua như thế này và đặt lên again. Ok, nhớ cho mọi người chữ cry là mình kéo ngang và nhảy ra như thế này. Sau đó mình đặt cái tay qua như thế này, rồi đẩy cái phần này lên. Ok. Rồi, sau đó mình đi tay. 1, 2, và 3, 4, và lướt, và lướt. Ok. Mình sẽ có hai option. Một là cái tay như thế này, hai là cái tay như thế này. Ok. Rồi, mình đếm lại nha. 2, đi. Rồi, sau đó bên đây mình cũng sẽ như vậy luôn. Đặt, lùi, lùi, đặt, lùi, lùi, bước qua, ok. Riêng cái câu này hơi khó một chút xíu cho nên là mình sẽ đếm riêng phần chân một cái nha. Chân, lùi, lùi, chân, lùi, lùi, hông và hông. Phần hông mình sẽ đánh lên như thế này, mình sử dụng cái lực ngay đây thôi. Rồi đánh cái hông lên và tiếp tục. Chân và chân và ngược lại với hông bên phải. Ok. Rồi tay và chân cùng lúc nha. 2, đi. 1, 2 và 3, 4 và 5, 6, 7, 8, 2, 2 và 3, 4 và 5, 6, 7, 8. Rồi sau đó mình sẽ đặt qua như thế này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi bước ra ngoài. I, hop. Ai và hấp. Rồi mình sẽ kéo vào một cái là cái hông mình nó xoay giống như lúc nãy. Cry for me. Ok. Rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ thử giết nhạc với tốc độ chậm nha. Ok, chuẩn bị. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3. Lại.
thế là chúng ta đã hoàn thành xong video ngày hôm nay rồi. Thì Bin rất là mong tất cả các bạn sẽ có thể học nhảy được vũ đạo Cry For Me của Twice nha. Đừng quên like và chia sẻ video giúp Bin nha. Video đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp tất cả các bạn vào những video sau. Bye bye.